Chị nhìn kỹ xem, không phải nó thì là ai vào đây nữa. Nhưng mà chị thấy con bé này chăm chỉ với lại ngoan ngoãn, chả giống đứa đi cướp chồng của người khác. Hay là có chuyện gì uẩn khúc ở đây chị nhỉ? Thôi đến đi hỏi nó nhá. Ôi này, ôi, đừng có xoáy vào nỗi đau của nó nữa, đi làm đi. Tôi đây. Anh có tin tức gì của chị Lan không? Không, chẳng có gì cả. Chẳng lẽ một tin tức liên quan cũng không có à? Tôi giấu cô làm gì? Thôi, tôi đang bận nhá. Từ từ đã, thế anh có liên lạc với cái Đào không? Không, Đào đang đi học. Mà liên lạc với nó làm gì? Mà sao cô cứ tọc mạch vào chuyện nhà tôi thế? Ơ kìa, Lan! 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 Chị Lan đang ở đấy à? Sao tôi gặp chị Lan đi? Alo? Alo? Chị Lan ơi! Chị Lan ơi! Anh Huy! Chị Lan đâu? Anh đừng giấu em nữa. Em nghe thấy hết trong điện thoại rồi. Ờ, thì bình thường nó vẫn loanh quanh ở đây. Chắc mới chạy đi đâu đó thôi. Từ từ đã. Anh nói rõ ra đi. Đi đâu là đi đâu? Lần này em đã về lại đây rồi thì sẽ không dễ dàng bỏ đi như lần trước nữa đâu. Nên anh đừng giấu em nữa. Chị Lan bị làm sao? Nói cho em biết đi. Anh nói đi. Nó bị điên rồi. Bây giờ không nhận ra ai với ai nữa đâu. Nếu có muốn tìm nó thì ra bãi tha ma đầu làng mà tìm. Anh chưa.
Này, anh ra ngoài kia cho em. Chị, đi vào em tắm cho nhé. Anh giúp em một tay, đưa chị đi vào với. Đứng dậy, đi vào tắm đi. Người bẩn lắm rồi. Nhanh lên. Đi vào. Tôi nói trước cho cô biết nhé. Nó đánh cô dám mà chịu đấy. Nhanh lên. Đi vào với em nhé. Nào. Nào. Không sợ. Nào, ngồi vào đây với em, ngồi vào đây. Chị Lan ơi, nó khốn chết mày đấy. Thôi, tạm thôi. Anh ơi, đừng làm chị ấy đâu. Cô bỏ lại. Nguyên, tôi đã bảo rồi, đừng có cố tâm cho nó mà. Đi lên nhà. Tại sao chị Lan lại ra nông nỗi này? Anh Huy, anh nói đi. Nó tuyên bố với gia đình là sẽ bỏ đi nơi khác sống. Vào cái đêm nó ra đi thì bị xe đâm. Người đâm nó, bỏ mặc nó bị thương, nằm đấy cả đêm. Lúc đấy, chị chưa bị điên đúng không? Cả một thời gian dài, nó bị người ta khinh rẻ, nói ra nói vào. Rồi ám ảnh của quá khứ, bị tai nạn, nó bị điên như thế là còn nhẹ đấy. Sao anh có thể nói thản nhiên như vậy được à? Sao lúc chị mới phát bệnh, các người không đưa chị đi khám? Tại sao các người có thể đối xử với chị như thế? Tại sao? Ngày trước chị ấy phải tiếp khách, tiếp rất nhiều, bởi vì chị ấy phải kiếm tiền để gửi về cho cái đảo ăn học, mua thuốc cho bố anh, rồi sửa sang nhà cửa, gửi tiền cho anh lấy vợ. Cứ mỗi khi chị nhận được điện thoại ở nhà thì cũng là lúc chị phải thu xếp đi gửi tiền về. Sau lúc các người nhận những đồng tiền ấy, các người không đặt ra câu hỏi là chị làm nghề gì mà nhiều tiền thế? Thân gái một mình ở thành phố, không học hành bằng cấp thì làm gì ra? Tại sao các người không đặt ra câu hỏi? Cuối cùng thì sao? Khi chị ấy trở về, chính những người mà chị ấy chu cấp lại là những người ruồng rẫy khinh miệt chị ấy đầu tiên. Thôi, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, cô có liên quan gì mà nói? Thưa bác, cháu rất liên quan đấy ạ. Chị Lan là người đã giúp đỡ cháu rất nhiều và cũng coi cháu như em ruột. Ngày mai cháu sẽ trực tiếp đưa chị đi khám. Bây giờ các người có đuổi cháu đi, cháu cũng không đi đâu ạ. Bác sĩ nói chữa bệnh thần kinh tốn rất nhiều tiền, mà nhà tôi thì không có đâu. Cũng phải thôi, bởi vì cái người duy nhất kiếm ra tiền trong cái nhà này thì đang bị điên. Chị,
Nếu mà khổ quá thì quên hết mọi chuyện đi cũng được. Nhưng không phải bằng cách này. Chị phải cố gắng lên. Tội như là vì em đi. Ngày mai em sẽ đưa chị đi khám. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhất định sẽ ổn thôi. Chị nhá.